Vụ tai nạn giao thông này xảy ra vào khoảng 14 giờ 43 ngày 17 tháng 9 vừa qua tại một khúc cua trên đường đèo và toàn bộ diễn biến đã được camera hành trình của một xe container ghi lại được. Theo đó, một chiếc xe máy phóng với tốc độ khá nhanh cố vượt xe container chạy cùng chiều và pha vượt ngã đã khiến người này phải trả giá khá đắt khi lao thẳng vào gầm xe tải lưu thông hướng ngược chiều. Sau va chạm, hai người ngồi trên xe tải đã mở cửa lao xuống theo dõi tình trạng của nạn nhân, còn những người chứng kiến thì vẫn chưa hết hoảng hốt. Xe máy vượt ô tô lưu thông cùng chiều rồi lao vào gầm xe tải. Theo dõi tình huống trong đoạn clip, đa số ý kiến đều chỉ trích người đi xe máy phóng nhanh, vượt ngã nên mới để xảy ra tai nạn, kéo tài xế xe tải vào rắc rối. Đi đường đèo mà xe máy phi ác quá lại còn cố vượt container trong tình huống này. Bác tài xe tải này gặp rắc rối to rồi, có gì thì đoạn camera hành trình có thể làm chứng, bình luận của một dân mạng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng một phần lỗi cũng thuộc về chiếc xe container và xe tải. Khi vào cua mà xe tải cũng đi nhanh quá. Xem kỹ lại thì cũng tại xe container có cam kim một phần. Giá như ông không đánh lái tránh cái bao trắng trên đường, không lấn đường một tí thì chưa chắc đã việc gì, thành viên Kim Cương bình luận.